Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Phúc. Thì thật ra mà nói là tuần này mình cũng spam hơi nhiều review của Tiệc Trăng Máu nè. Và hôm nay lại là một bộ phim Việt khác cũng đang được rất được mong đợi, cũng sẽ ra rạp vào năm sau. Đó là bộ phim Thiên Thần Hộ Mệnh của đạo diễn Victor Vũ. Và mình thấy bộ teaser bao gồm có poster và trailer thật sự rất là ấn tượng luôn. Và sẵn đây mình xin nói luôn nha, thật ra là cái chuyện mà trên mạng mọi người cứ tranh cãi tại sao cứ gọi là teaser, có cái thì gọi là trailer, thì thật sự mà nói là poster và trailer là hai cụm danh từ chính để chỉ những cái chất liệu chính để dùng PR và marketing cho phim. Và poster và trailer đều có những cái phiên bản teaser là một cái trailer ngắn đầu tiên, và một cái official là một cái chính thức. Official nó giống như main, thì có thể dùng một trong hai từ, đều là chính thức hết. Và trước đó chúng ta còn có những cụm từ như kiểu là first look hay là pre-teaser. Pre-teaser là một cái đoạn mà để nó quảng bá cho teaser. Vậy thôi. Tất cả còn lại đều gọi là cụm từ là trailer và poster. Chúng ta chỉ thêm những cái tính từ nào ở phía trước mà thôi. Mình nói như vậy để cho mọi người cũng phân biệt được chút xíu. Mọi người biết là mỗi mình làm reaction mình làm rất là vui mọi người. Thì mình sẽ không biết làm thế nào để mình ú như kiểu những người khác hay làm. Nhưng mà để xem coi teaser này nó có gì đặc biệt hay không đối với một bộ phim của anh Victor Vũ. Mình sẽ có một số những cái bình luận sau khi mình xem xong. Ok, vô thấy màu showbiz rồi. Salim. Ui, Salim đẹp quá. Mình thấy em cười mà nghĩ em đang vui. Mình thấy em khóc mà nghĩ em yếu đuối. Phụ nữ không ai được hết đôi tốt quá. Màu búp bê. Mình nghĩ em sẽ yêu được ở trên đời. Nhìn màu búp bê hơi creepy chút xíu. Nhưng mà vẫn đẹp. Không khí thật sự rất là tốt luôn. Mình sẽ xem lại lần nữa nha. Oh, Salim. Mình thấy em cười mà nghĩ em đang vui. Ôi, bài hát hay quá. Mình thấy em khóc mà nghĩ em yếu đuối. Phụ nữ không ai. Cái bài hát nó đã catchy ngay từ đầu và mình muốn biết bài này là bài gì. Khúc này đẹp. Thật ra là quay phim rất là đẹp. Quay set up bối cảnh cũng rất đẹp. Những cái cảnh mặt về của Mai Thong này rất là đẹp. Wow, chúc anh diễn một cái khuôn mặt bần thần. Nó hay quá, nó ra được cái chất bần thần. Mình rất là thích cái đoạn nhạc này luôn. Salim vẫn quá đẹp. Không khí phim vẫn rất là tốt. Mà Ami giống như là kiểu rồi còn bị dí nữa. Bị kiểu Ami bị hơi hoang mang á. Cái điều đầu tiên trong teaser muốn nói đó chính là cái bài hát. Cái giọng khá là quen nhưng mình vẫn chưa biết ai sẽ là hát người hát cái bài hát này. Và mình nghĩ đó cũng sẽ là một ca sĩ nổi tiếng thôi. Nhưng mà mình thấy mình cảm giác giữa cái phần nhạc với lại cái phần cảnh. Nhưng mà lúc mà Salim biểu diễn trên sân khấu á, với cái nhạc này hình như nó không phải là cái bài mà Salim sẽ biểu diễn trên sân khấu. Vậy là mình đoán là mình còn khoảng 2-3 bài nữa trong phần nhạc phim của phim này. Cái thứ hai nha, Salim thật sự là rất đẹp.
quả là thực sự là trước giờ mình biết Salim thì mình chỉ biết Salim là một cô hot girl với một chơi chung với hội của Chipu hay là Sun HT hay là Quỳnh Anh Xin, nhưng mà Salim chưa bao giờ thật sự là một 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 người nổi quá nổi bật về việc diễn xuất. Thì bộ phim này đã cho được thấy là đây là thời khắc chín mùi mà Salim bước vào con đường diễn xuất của mình. Tiếp đến là Trúc Anh. Thật sự luôn, Trúc Anh với mắt biết Trúc Anh đã có một cái sự thay đổi khá là nhiều trong cái bộ phim này, và mọi người để ý từng cái ánh mắt, cái cử chỉ của Trúc Anh trong cái teaser đó, nó đều rất là sắc, nó đều rất là tạo cho người ta một cái cảm giác nó hơi creepy, nó hơi ghê ghê, nó hơi mang sự hoang mang. Còn Amy thì Amy vẫn rất là xinh xắn. Thật ra đoạn teaser này thì chưa nói được gì đâu, có hai xuất hiện ba cảnh mình nhớ là vậy, thì đa phần Amy hơi mặt đang là một nhân vật thì mình nghĩ là hơi hoang mang, tức là mặt lúc nào cũng hoang mang, và có một cảnh còn bị dí nữa. Ở đây mình nghĩ đây là một cái nhân vật khá là điển hình trong các bộ phim kinh dị, đó là một nhân vật mà kiểu thường sẽ bị lôi vào một cái câu chuyện này làm sự vô tình và phải phải sống với nó đến cuối cùng, và thường là nhân vật này sẽ bị. Thì mình không biết là phim anh biết tên như thế nào. Cái thứ ba là màu sắc của phim này nha, nó thật sự rất giống Scandal, nó giống như phần thứ ba của Scandal, nhưng mà mình nghĩ là cái câu chuyện nó được nâng cấp lên rồi, nó không, nó phần một phải coi như là buồn ngãi, nhưng mà thật sự là cuối cùng là không có chuyện gì xảy ra hết nè, là chỉ là một cái âm mưu thôi. Phần hai cũng vậy, là một cái đốt xác, và đến cuối cùng câu chuyện xảy ra là một câu chuyện trả thù bình thường, không có sự xuất hiện của ma quỷ hay gì hết. Thì mình nghĩ phần 3 này thì có hai option, một là cũng sẽ là như vậy, nhưng mà anh Victor rất biết cách để làm cho người ta mong đợi cái bộ phim mình, thì đúng sở trường của anh Victor luôn. Còn một mặt nữa, mình nghĩ cái này sẽ có ma, hoặc là có những câu chuyện liên tâm linh sẽ là thật, vì mình thấy là có cái cảnh mà làm phép trên Kumathon các kiểu vẽ bùa bên này bên kia thì nó thực sự nó được đầu tư hơn rất nhiều so với chỉ là quả trứng và cái kim ở trong phần 1. Thì là mình cũng rất là mong đợi cái bộ phim này, và nó ra mắt vào dịp 8 tháng 3 năm sau, cũng là ngày quốc tế phụ nữ, cũng khá là hợp vì nhân vật chính là ba cô gái mà. Có một điều là bộ phim này sẽ đối đầu trực tiếp với bộ phim Kiều của chị Mai Thu Huyền, thì không biết là hai bộ phim này sẽ khi đối đầu sẽ như thế nào, hay là sẽ có một bộ phim sẽ phải dời ngày phát hành, nên thành ra cũng chờ xem câu chuyện sẽ ra sao. Nhưng mà thật sự mà nói nha, anh Victor khi anh ấy đã trở về với cái thể loại sở trường thì mình nghĩ đây sẽ là một bộ phim sẽ khá là tốt về chất lượng và sẽ đạt được một cái thành công nào đó nhất định. Thì mình sẽ nói về poster, mình sẽ rất là thích poster này luôn. Mình đã xem khá là nhiều phim về Kumathon, về những đề tài phim kinh dị bùa ngải mà có liên quan tới B, từ Tây sang Đông, đặc biệt là phim Thái Lan rồi, thì đa phần nó đều mang một cái màu sắc ma mị, nhưng nó có phần là hơi máu me và dơ. Nhưng thật sự mà nói luôn nha, cái bản teaser poster của Thiên Thần Hộ Mệnh nó cho mình một cái sự gì đó nó rất là đặc sắc, nhưng cũng thực sự rất creepy. Nó sạch sẽ, nó đẹp và nó khiến người ta sợ. Mọi người cứ nhìn vào cái khung đi, thật ra mặt những con búp bê trong này rất hiền nha, không đến nỗi nhìn ghê như con mẹ Annabelle, nhưng mà những con búp bê này nha, khi mà nó đứng lại cùng một chỗ với những khuôn mặt và ghép Trúc Anh vào trong đó, thì đã, mình nghĩ đây là một cái thông điệp mà anh Victor Vũ đưa, thì tức là Trúc Anh cũng có thể là một trong những con Kumathon, hoặc là Trúc Anh là người điều khiển Kumathon, hoặc là bị Kumathon điều khiển, đều có những cái khả năng có thể xảy ra hết. Và thật sự nó nhìn vô trong cái bức poster này, thật sự mình thấy rất là cuốn hút luôn, cuốn hút khá là nhiều phim nước ngoài luôn á. Và Trúc Anh cũng càng ngày càng đẹp, càng thể hiện được cái sự chín mùi trong cái sự trưởng thành của mình từ bộ phim đầu tiên cũng là của anh Victor Vũ, là phim Mắt Biết. Vậy thôi. Và lại hết video này rồi. Nếu mọi người thích video này hãy nhấn like cho mình nha, share đó với bạn bè. Nếu mà có góp ý gì đó thì cứ comment ở phía dưới cho mình để mình biết. Và đến cuối cùng thì nếu mà mọi người thích Phúc và muốn xem những video tiếp theo thì hãy bấm subscribe cho kênh của Phúc để mà theo dõi những video sắp tới nha. Tại vì những cái phần subscribe của mọi người rất là có ý nghĩa, tại vì mình mới tập làm YouTube gần đây thôi. Mình nói cũng không giỏi, nói cũng không hay, cũng bị nói hơi nhiều, nhưng mà thật sự là mình rất là cảm ơn những người đã subscribe cho mình để xem, mặc dù là chỉ có khoảng, nhưng mà nó có 101 subscribe mà mình đã cảm thấy là rất là vui, tại vì mình nghĩ là cũng có một vài khán giả cùng xem video của mình. Và vậy thôi, và chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong những video lần sau. Xin chào, bye bye.